Quá trình đấu thầu World Cup 2034 đã chính thức bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 2023. Do chính sách luân phiên liên đoàn của FIFA, chỉ các hiệp hội thành viên từ Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương mới đủ điều kiện đăng cai. Một trong những ứng viên tiềm năng được cho là có sự quan tâm nghiêm túc đến việc đăng cai World Cup 2034 là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Vậy liệu thực sự các nước ASEAN có muốn đăng cai ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới hay không? Sau đây là những mốc thời gian liên quan đến việc ASEAN sẽ đấu thầu cho FIFA World Cup 2034. Ý tưởng đầu tiên về một cuộc đấu thầu kết hợp giữa các nước ASEAN đã được đưa ra tranh luận vào đầu tháng 1 năm 2011, khi cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá Singapore, Zainuddin Nordin, cho biết trong một tuyên bố rằng đề xuất này đã được đưa ra tại một cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Theo quy định của FIFA kể từ năm 2017, World Cup 2030 không thể được tổ chức ở châu Á vì các thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á bị loại khỏi đấu thầu sau khi chọn Qatar vào năm 2022. Do đó, giá thầu sớm nhất của một thành viên AFC có thể được thực hiện vào năm 2034. Tháng 2 năm 2017, ASEAN đã tổ chức đàm phán về việc đưa ra một hồ sơ chung trong chuyến thăm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Yangon, Myanmar. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2017, Phó Tổng Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia Joko Driono cho biết, Indonesia và Thái Lan sẽ dẫn đầu một nhóm các quốc gia Đông Nam Á tham gia đấu thầu. Driono nói thêm rằng do những cân nhắc về địa lý và cơ sở hạ tầng cũng như thể thức mở rộng lên 48 đội, ít nhất 2 hoặc 3 quốc gia ASEAN cộng lại sẽ có đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu. Vào tháng 9 năm 2017, Phó Giám đốc điều hành Thai League khi ấy, Benjamin Tan, đã xác nhận rằng Thái Lan quan tâm đến việc đấu thầu và đồng đăng cai World Cup 2034 với Indonesia tại cuộc họp Hội đồng Liên đoàn bóng đá ASEAN. Nhân dịp này, Tổng thư ký AFF Dato Sri Azudin Ahmad xác nhận Indonesia và Thái Lan sẽ nộp hồ sơ dự thầu chung. Đến tháng 6 năm 2018, thành viên Ủy ban điều hành FIFA Yang Dipertan Agong và quốc vương Pahang Tengku Abdullah, đồng thời là cựu chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cùng hai nước Thái Lan và Indonesia đăng cai World Cup 2034. Cùng năm đó, Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào cuộc đấu thầu này, bất chấp một số lo ngại về cơ sở hạ tầng. Bốn quốc gia này đã cùng nhau đăng cai một sự kiện bóng đá trước đó là Cúp bóng đá châu Á 2007. Vào tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố rằng tất cả 10 quốc gia ASEAN sẽ khởi động nỗ lực chung để đăng cai FIFA World Cup 2034. Tuy nhiên đến tháng 10, sau cuộc họp cấp bộ trưởng về thể thao ASEAN, chỉ có 5 quốc gia đồng ý tham gia cuộc đua này là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Trong đó, Thái Lan giữ vai trò tiên phong. Gần đây nhất, tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đồng thời là Chủ tịch ASEAN thời điểm đó đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch của các nước Đông Nam Á. Khoảng một tháng sau, ASEAN tiếp tục tổ chức cuộc họp để thảo luận về việc chuẩn bị chạy đua đăng cai World Cup 2034. Một trong những ưu tiên được đề ra là xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng đúng theo yêu cầu của FIFA.